Đây em có tổng cộng là 11 về. Thì em sẽ quay lần lượt từng về. Về đầu tiên là về lớn nhất. Thì nó có một thân già, một thân tơ và rất nhiều thân già luôn. Đó, thì cái thân tơ này nó dài tầm cỡ 50, dài cỡ 1 mét. 1 mét nha. Thân rất là to, nù. Đó, bộ thân của nó đây. Rồi sang tới cái dề số 2. Thì cái dề này thì có hai thân tơ. Hai dề thì nó giống như hai dề tách biệt nhau vậy đó. Có hai thân tơ. Đây. Hai dề này không. Đây, một dề là có thân tơ như vậy. Tơ dài tầm cỡ 30 cm, 31. Và một thân tơ dài hơn là dài cỡ 50 cm. Rồi sang tới thân tơ thứ cái dê số 3 thì có một thân tơ và rất nhiều thân già. Đây, thì nó dài chắc tầm cỡ cũng cỡ 50 cm đi. Tơ nó đây, tơ rất là xanh. Rồi, mầm gốc thì đang lên đây. Rồi, sang dê tiếp theo. Theo là dê này. Thì nó có một cái mầm tơ này. Dài, dài cũng gần 50 cm, 50 cm, bốn thân già đây. Một thân tơ. Rồi tiếp theo, dài tiếp theo, dài này rất là dài luôn đây. Khá là nhiều thân già và cái thân tơ thì rất là dài, tơ tầm cỡ 65-70. Nhìn rất là sạch. Rồi sang tới cái dề tiếp theo. Dề theo thì thân tơ nó hơi ngắn, nó tầm cỡ 27 cm, nhưng mà được cái là nó rất nhiều thân già, thân già rất to mập khỏe đây. Đó. Nó có một cái thân già nữa, nhưng mà thân này thì bị sâu hay con gì nó ăn trong rừng rồi. Đó. Khô lại còn đang còn một thân tơ nên ở đây thì nó có một đoạn ngắn đấy thôi, coi như là một thân tơ này. Rồi thân tơ về tiếp theo thì được cái một cái thân tơ dài tầm cỡ 329 cm. Đó, và được bốn thân già. Tơ tiếp theo nữa là dài cỡ 39 cm, một cái thân tơ này và mấy thân già. Mấy thân già thì rất là vàng luôn. Tiếp theo nữa là cái về đây cũng nó được tầm 45 cm, thân tơ dài 45 cm, 4 năm thân già đây. Thân tơ tiếp theo đó. Một thân tơ về tiếp theo này cũng dài tầm 43 cm, 43 44 44 cm. Thân tơ này đó. Và về cuối cùng, cái con này thì mầm gốc nó ra cũng được 5 cm rồi. Và độ dài của nó thì cũng rơi vào tầm 70 cm, 70 bảy mấy cm á. Rồi,